Ngày nay thì những chiếc máy photocopy đã trở nên quá quen thuộc đối với chúng ta và sự xuất hiện của chúng đã góp phần làm thay đổi cách thức sao chép tài liệu của con người. Tuy nhiên để có được thành công ấy thì người tạo ra chiếc máy photocopy đầu tiên, Chester Floyd Conson, đã phải trải qua một hành trình khá gian nan. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử máy photocopy, phát minh góp phần làm thay đổi cách thức sao chép tài liệu. Những ý tưởng đầu tiên. Chester Floyd Conson, sinh năm 1906, mất năm 1968 tại Hoa Kỳ, được biết đến như cha đẻ của chiếc máy photocopy hiện đại. Vào trước những năm 1938 tại Mỹ, các văn phòng của các xí nghiệp doanh nghiệp khi muốn in sao văn bản thì họ chỉ có cách ngồi xếp những tờ giấy Polaroid xen kẽ với giấy than rồi đặt lên máy đánh chữ để in các văn bản đó. Và trong khi quan sát công việc của người đánh máy chữ, Chester Conson đã nhận thấy khi đánh máy chữ, người ta chỉ có thể đánh từng chữ một trên giấy than để mực in trên giấy than in lên trên giấy trắng. Ông nghĩ rằng muốn in sao nhanh một văn bản có sẵn, cần phải làm thế nào để in toàn bộ văn bản trên trang giấy một lúc. Muốn vậy, cần phải làm sao để mực cùng một lúc có thể in tất cả các nét chữ trên giấy trắng. Và Conson chợt nhớ đến câu cửa miệng của mọi người, nhanh như điện. Một hướng đi mới đã hiện ra trong đầu của nhà phát minh tương lai, đó là nhờ sức mạnh kỳ diệu của điện năng mới giải quyết nổi vấn đề nan giải này. Bây giờ, kỹ sư Conson chợt liên tưởng đến một thí nghiệm vật lý thú vị hồi ở trường phổ thông ông đã từng thực hiện. Trong bài thực hành về lực hút tĩnh điện, thầy giáo đem hạt tiêu xay nhỏ trộn lẫn với muối tinh, yêu cầu học sinh tách hạt tiêu ra khỏi muối mà không làm mất đi hương vị của hạt tiêu. Khi ấy, Conson đã dùng chiếc thìa nhựa xoa thật mạnh vào vải dạ, rồi đưa cái thìa nhiễm điện lại gần hỗn hợp muối tiêu. Thế là những bột nhỏ hạt tiêu rất nhẹ bám ngay trên thìa, trong khi đó muối to và nặng hơn thì vẫn ở lại đĩa. Từ đó trong đầu Conson nảy ra ý nghĩ mới mẻ, nếu như không dùng mực tráng lên giấy than mà dùng những hạt mực khô nhỏ nhẹ như hạt tiêu xay thì có thể hút lên giấy trắng những nét chữ theo lực hút tĩnh điện được không? Và ông bắt tay vào làm. Thực hiện thành công nhưng bị từ chối. Conson quyết định tiến hành một loạt thí nghiệm. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng ông đã thực hiện được ý tưởng in lại trên giấy thủ công. Sau đó ông chuyển sang in thử các hình ảnh trên giấy và cũng đạt hiệu quả mong muốn. Không hài lòng với kết quả bước đầu này, Conson tiếp tục thai nghén ý tưởng sáng tạo một loại máy hoàn toàn mới mẻ, có khả năng sao chụp cả chữ lẫn hình ảnh theo phương pháp in tĩnh điện. Sau thời gian dài suy nghĩ, tính toán và sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng Conson đã hoàn thành bản thiết kế chiếc máy theo ý tưởng sáng tạo của mình. Nhưng từ bản thiết kế trên giấy đến chiếc máy thực sự là cả con đường dài đầy gian nan. Với mớ tài liệu dày cộp trên tay, Conson hăm hở đến gõ cửa các công ty để tìm kiếm sự trợ giúp. Thật buồn là sau khi nghe nhà phát minh trình bày ý tưởng độc đáo của mình, không một công ty Mỹ nào tin tưởng vào tương lai của chiếc máy và không chịu cung cấp tiền cho ông chế tạo. Mặc dù vậy, Conson cũng quyết không chịu lùi bước trước khó khăn. Nhà phát minh tương lai quyết định tự mình bắt tay vào thực hiện công trình với số tiền ít ỏi góp nhặt được, cộng với tiền vay thêm của bạn bè và người thân. Mặc dù kinh phí rất hạn hẹp, nhưng vào thời kỳ cuối của việc chế tạo này, Conson vì quá mệt mỏi nên đành phải tìm kiếm một người giúp việc để tiếp tục hoàn thành công việc tới cùng. Và rồi sự cố gắng của Conson đã được đền đáp. Sau 4 năm nghiên cứu, đến mùa đông năm 1938, ông đã phát triển được công nghệ in khô từ máy in điện tử thành chiếc máy sao chụp kiểu mới, tiền thân là máy in, với cái tên là Astoria 102238. Những con số này nhằm đánh dấu ngày ra đời chiếc máy photocopy đầu tiên trên thế giới ngày 22 tháng 10 năm 1938 và cho ra bản chụp xerographic copy đầu tiên. Chiếc máy này vẫn còn khá cồng kềnh và nó mất đến 4 phút để in một trang giấy. Chữ và hình ảnh thì cũng không được rõ nét cho lắm. Sau khi đăng ký bản quyền phát minh, Conson đã mang chiếc máy đến hơn 20 công ty để giới thiệu. Tuy nhiên, không có công ty nào đồng ý sử dụng sản phẩm của ông. Bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên like, ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem ở dưới comment nhé các bạn. Cải tiến và phát triển. Mãi đến 10 năm sau, tức năm 1949, công ty Haloid tại New York mới chấp nhận sản xuất máy photocopy của Conson với công nghệ Xerography in khô và đổi tên thành công ty Xerox Corporation. Tuy nhiên lúc đó máy rất khó tiêu thụ vì tốc độ sao chụp còn chậm và chất lượng chưa thật như ý. Sau đó, Conson tiếp tục cộng tác với kỹ sư trẻ P. Kallak để mà cải tiến liên tục các bộ phận của máy photocopy, khiến nó trở nên gọn nhẹ hơn.
mà con số sao chép nâng lên đáng kinh ngạc với 150 trang in trong một phút, gấp 400 lần tốc độ ban đầu, đồng thời chất lượng ảnh rõ nét hơn và tăng giảm tài liệu theo ý muốn. Những máy photocopy sản xuất đầu tiên trên thế giới của Xerox Corporation, tiêu biểu phải kể đến là Xerox 720, có tốc độ sao chụp 12 cmp, tức là số đếm mỗi phút. Xerox 914 có tốc độ sao chụp là 7 cmp. Đó là những chiếc máy bán vô cùng chạy, đồng thời được các công ty xí nghiệp thời bấy giờ săn đón. Thế nhưng tốc độ và chất lượng của máy vẫn chưa làm Carson và công ty Xerox hài lòng chút nào. Họ mong muốn có một chiếc máy nhỏ gọn hơn, tốc độ sao chụp nhanh chóng hơn. Để cải thiện hơn nữa kích thước và khối lượng của chiếc máy photo 914, một phiên bản máy photo nhỏ gọn hơn được ra đời mang tên 813. Đây được coi là máy photocopy máy tính để bàn đầu tiên, được phát triển vào đầu những năm 1960 và được phát hành vào cuối năm 1963, giống như chiếc 914, nó bán rất chạy và được người dùng yêu thích. Bắt đầu từ đó, chiếc máy photocopy của Xerox bán rất chạy và được sử dụng rộng rãi trên khắp thế giới, trở thành vật dụng không thể thiếu trong các công ty, đồng thời nó cũng dần dần trở thành biểu tượng của sự hiện đại. Cũng chính từ phát minh vĩ đại của mình, Carson dần trở thành tỷ phú nhờ việc thu lại khoản lợi nhuận kết xu từ việc bán máy. Vào những năm 1950, công ty RCA đã giới thiệu một phiên bản mực lỏng của các máy photocopy giá rẻ hơn so với mực khô, và tổng công ty Savin tiếp tục phát triển công nghệ này trong những năm 1960. Năm 1968, công ty 3M ra mắt máy photocopy màu sử dụng thuốc nhuộm mà không dùng công nghệ in tĩnh điện. Vài năm sau, Canon đã giới thiệu một máy photocopy màu phiên bản mực khô điện khí dựa trên 4 màu cơ sở là vàng, lam, đỏ và đen. Với sự ra đời của máy photocopy màu, người dùng đã có thể sao chụp được những loại bản đồ màu phức tạp và những bức tranh màu rất đẹp. Bên cạnh đó, để góp phần bảo vệ môi trường, nhiều hãng còn sản xuất ra máy photocopy thân thiện với môi trường, hạn chế thải khí ozone ra môi trường, giúp giảm thấp mức độ ô nhiễm môi trường và gây độc hại cho người dùng. Ngoài ra, việc thiết kế hệ thống sấy nhanh cũng giúp cho việc sao chụp nhanh hơn và còn tiết kiệm được năng lượng. Sự cạnh tranh của những thương hiệu lớn. Với những thành công mà hãng sản xuất máy photocopy đầu tiên Xerox đã đạt được, không thể tránh khỏi việc các công ty khác sẽ thâm nhập vào thị trường in ấn này để mà cạnh tranh. Nhiều công ty Nhật Bản bao gồm Canon, Ricoh, Minolta và những công ty khác đã nhanh chóng đưa ra các sản phẩm cạnh tranh. Họ giới thiệu các mô hình máy photocopy đầu tiên của họ trong những năm 1970. Tuy nhiên, không phải công ty sản xuất máy photocopy nào cũng có thể cạnh tranh được với hãng sản xuất máy photocopy đầu tiên là Xerox. Rất nhiều sản phẩm kém chất lượng, công ty bị phá sản. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều công ty, hãng sản xuất máy photocopy trụ vững bằng cách thâm nhập vào thị trường nhỏ lẻ, cấp thấp, làm giảm đi thị phần của Xerox. Một ví dụ là tập đoàn Ricoh. Họ đã giới thiệu chiếc máy photocopy Savin 750 vào mùa hè năm 1970. Nó có giá thấp hơn 2,5 lần so với mô hình chiếc máy photo cùng loại của Xerox. Đặc biệt, Ricoh còn vượt trội hơn bằng việc sử dụng mực dạng lỏng thay vì mực dạng bột như của Xerox. Mực của Xerox là một loại bột cần được làm tan chảy, phun lên giấy, sau đó được làm lạnh để làm cứng. Tất cả các bước này buộc quá trình sao chép cần ít nhất một vài giây. Savin 750 của hãng Ricoh có chất lỏng mực, điều này làm giảm quy trình sao chép đi một bước. Nó đơn giản hơn phương pháp photo của Xerox, khiến việc photo nhanh hơn và đặc biệt là chi phí rẻ hơn. Tuy Ricoh không phải là hãng sản xuất máy photocopy đầu tiên trên thế giới, nhưng trong những năm 1955, họ đã phát triển máy photocopy Ricopy 101 Diazo. Đến năm 1975, họ đã phát triển Ricopy DT1200 và giành nhiều giải thưởng cao quý hơn đối đầu với Xerox trên thị trường. Đến những năm 1980, thị trường ngày càng cạnh tranh và thay đổi hơn. Xerox không còn nắm giữ vị trí độc tôn nữa. Các thương hiệu như Minolta, Panasonic, Toshiba, Sharp, Konica và Canon bắt đầu sản xuất máy photocopy văn phòng nhỏ và chiếm nhiều ưu thế hơn trong việc kinh doanh. Đặc biệt hơn, các hãng sản xuất máy photocopy này còn tiếp cận thị trường nhỏ lẻ ở các nước tốt hơn Xerox. Canon có lẽ là công ty máy photocopy thành công nhất khi sử dụng chiến thuật này. Đến năm 1985, họ đã trở thành công ty máy photocopy hàng đầu trên thế giới. Ảnh hưởng của máy photocopy đến đời sống. Trong những năm 90 của thế kỷ trước và những năm đầu thế kỷ 21, công nghệ kỹ thuật số đã cho ra đời các dòng máy photocopy đa chức năng. Điều này đã biến các máy photocopy trở thành các thiết bị đầy đủ chức năng dành cho văn phòng và liên kết với máy tính.
Hiện nay, máy photocopy được sử dụng rất rộng rãi và ngày càng trở thành trợ thủ đắc lực ở các công ty doanh nghiệp trong công tác hành chính, văn phòng và thư viện. Chúng được sử dụng để sao chép các loại văn bản thường thấy. Nếu so sánh với những chiếc máy photocopy đời đầu, thì quả thực là những chiếc máy ngày nay có tốc độ vô cùng vượt trội. Bởi vì bạn có thể nhanh chóng có một bản sao chỉ trong tích tắc hay 100 bản sao chỉ trong vòng vài phút. Máy photocopy phổ biến và gần gũi tới nỗi chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp chúng ở bất kỳ nơi đâu, đặc biệt là ở Việt Nam cũng như những quốc gia đang phát triển. Chiếc máy photocopy còn được xuất hiện như là một nghề chính thức khi có không ít những cơ sở mở ra để phục vụ nhu cầu sao lưu và in ấn cho những người không có khả năng sở hữu cho mình một chiếc máy, nhất là ở xung quanh các trường học và xí nghiệp. Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ kỹ thuật, những chiếc máy photocopy đời mới cũng được cải tiến và tích hợp nhiều tính năng hơn, đặc biệt là máy photocopy đa năng có thể in ấn, sao chụp, fax, scan, từ đó con người có thể làm việc một cách hiệu quả trong văn phòng công ty hay tại nhà. Giá thành, mẫu mã cũng như là tính năng của những chiếc máy photocopy luôn được các nhà sản xuất tìm cách nâng cao và cải tiến để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Và ngày nay, việc chọn mua một chiếc máy photocopy đáp ứng được nhu cầu nhưng có giá thành hợp lý đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.